Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shinray Việt Nam. Hôm nay chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có một cái sản phẩm Đông Ben T30 thùng cánh rơi bán hàng lưu động. Thì cái sản phẩm này bên mình thiết kế cho một cái đơn vị ở trong Nghệ An. Họ bán các cái mặt hàng gia dụng và trên xe thì họ sẽ có thực hiện các cái bán các cái đồ ăn, thức uống và các cái thực phẩm. Thì hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về một cái sản phẩm đã hoàn thiện như thế này. Thì cái sản phẩm này thì mình đã từng làm một cái video trước đây rồi. Lúc đó thì cái sản phẩm này nó vẫn chưa hoàn thiện, nó vẫn chưa lên hình, nó vẫn chưa cụ thể như thế này. Thì hôm nay mình sẽ làm để hoàn thiện hơn cho các bạn xem cái sản phẩm này nó có gì đặc biệt so với những cái sản phẩm Đông Ben thùng cánh rơi khác. Như các bạn thấy trước mắt các bạn là một cái sản phẩm T30 có một màu bạc. Với xe này là xe mới hoàn toàn. Thì với các cái sản phẩm xe thùng cánh rơi T30 của nhà sản xuất Shinray Việt Nam thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký được bình thường. Đấy, thì với những cái sản phẩm của các hãng khác thì cái vấn đề các bạn khi các bạn mua thì các bạn phải hỏi rõ sau 2 năm sau khi các bạn đăng ký lần đầu tiên, đăng kiểm lần đầu tiên thì có phải lắp lại các cái thùng cũ để đăng kiểm hay không. Thì đấy là một trong những cái vấn đề mà khách hàng rất là quan tâm, thì các bạn nên lưu ý cái vấn đề đó. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một chút về cái ngoại thất của cái sản phẩm này. Thứ nhất là chúng ta vẫn sẽ có một cái Đông Ben T30 có thông số kỹ thuật cũng như là có ngoại thất giống hệt các cái sản phẩm T30 khác, với máy 1.5 lít sản sinh ra công suất 80 kW. Chúng ta vẫn sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu bằng với Đông Ben X30 là 6.5 lít cho 100 km. Trong điều kiện tiêu chuẩn, trong điều kiện sử dụng thông thường thì các bạn sẽ tiêu tốn khoảng 7 lít cho 100 km. Ở đây chúng ta sẽ có các cái hệ thống lốp 170R14 giống các cái sản phẩm T30 và X30 khác thôi, không khác gì cả. Ok, để mình quay gần hơn cho các bạn xem. Ở đây là cái khe khoang để tiếp nhiên liệu. Nội thất thì chúng ta vẫn sẽ giống các cái sản phẩm T30 khác và X30 khác. Chúng ta sẽ có cái khoang nội thất nó rất là hiện đại, trông rất giống những cái chiếc xe con. Chúng ta có điều hòa hai chiều, trợ lực lái, kính điện, FM radio, có cổng USB để cắm nhạc, để phát nhạc. Chúng ta có ghế vẫn là ghế lỉ. Ở đây là động cơ của cái sản phẩm này, mình sẽ quay gần hơn cho bạn xem. Động cơ DLHC, công nghệ của Nhật Bản. Thì cái sản phẩm này năm 2010, đời 2018-2019 đã được nâng cấp lên máy 1.5 và trải qua rất là nhiều các cái đợt nâng cấp, thì đây là một trong những cái động cơ mà có độ bền hoàn toàn. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được về cái chất lượng của cái động cơ này. Chúng ta vẫn sẽ có một cái ngoại thất, cái đầu xe theo cái phong cách của các cái dòng xe của BMW, cụm đèn pha bi xi lông rất là tiết kiệm điện và rất là sáng. Ok, mình sẽ lên cái khoang bán hàng lưu động để cho các bạn xem. Ở đây là chúng ta sẽ có hai cái bưởng có thể mở ra được như thế này. Mở ra được như thế này thì chúng ta sẽ có thêm cái diện tích để bày hàng hóa ra đây. Thì cái mục đích của khách hàng là sẽ để một cái tủ ở trên cái tấm này. Đấy, thì diện tích để mà bày hàng của khách hàng sẽ nhiều hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khoang, cái thanh này để chúng ta bước lên dễ dàng hơn. Ở đây sẽ có mấy cái trống này. Đấy, trống bên này. Mình sẽ bước lên để cho các bạn xem qua. Cái sản phẩm này là sản phẩm tùy chọn, thì bên mình cũng đã làm một cái lóc bưởng lên như thế này. Ở đây có thể dán được cái quảng cáo ở trên này và mở ra để cho những cái khách hàng mà có cái chiều cao trên 1m7, trên khoảng 1m8 đổ lên thì các bạn cũng không gặp khó khăn khi mà di chuyển ở trong cái lòng thùng như thế này. Ở đây thì mình cũng có thiết kế thêm các cái hệ thống đèn. Ở đây có tổng cộng 8 cái đèn LED như thế này. Đèn LED thì với cái công suất sáng 65 lumen thì mình nghĩ rằng nó không gặp vấn đề gì trong cái điều kiện mà tối. Thì khách hàng mà buôn bán về các cái thời điểm mà thiếu ánh sáng mặt trời cũng không phải lo lắng. Ở đây chúng ta sẽ thấy các cái đường điện này, các cái đường dây điện cũng được để mình lấy LED để cho các bạn nhìn rõ hơn này. Đường dây điện này, các bạn nhìn thấy các cái lỗ khoan đường dây điện.
Bên mình làm cái phần này nó rất là tỉ mỉ để cho khách hàng không gặp khó khăn trong quá trình mà cái sản phẩm này sử dụng, cũng như là về lâu về dài trong vài năm nữa thì nó cũng sẽ không bị hỏng, không bị cũ. Thì cái chân này đã được gia cố thêm một cái lớp composite, và trong này có các hệ thống điện. Thứ nhất là nó sẽ làm cho các bạn nó thẩm mỹ hơn và nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn và nó sẽ chống nóng được cho các cái sản phẩm ở trong cái thùng xe như này. Ở đây thì mình có tới 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái tủ như này. Cái tủ này thì khách hàng có thể thoải mái là bày các cái mặt hàng mà khách hàng buôn bán ở trong này. Đấy, thì đây là một trong những cái tùy chọn mà khách hàng bắt buộc phải có cho khách hàng. Thì đấy là một trong những cái mà bên mình cũng hỗ trợ khách, làm sao cho khách mà có cái tùy chọn tốt nhất cho xe của họ. Ở đây là các cái tấm, các cái bàn này thì được làm bằng kính và nhựa composite nhôm nữa. Ở phần trên các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khoang nó chắn ở hai cái đầu xe như này, hai cái thành đầu thùng như thế này, để khách hàng có thể để lên trên đó các cái sản phẩm, hoặc là khách hàng có thể lấu lướng ở trên này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái bộ đổi nguồn từ điện ắc quy sang điện 220. Thì cái sản phẩm này có tích hợp mà cái ắc quy là 150A để sử dụng cho hệ thống điện này, và để sử dụng cho cái bếp ga này, bếp từ này, các cái hệ thống điện trong cái xe này. Thì nó chuyển từ cái điện ắc quy để chuyển thành điện 220 để khách hàng có thể sử dụng. Thì với cái ắc quy này khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng được trong một ngày. Các đề dưới là các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ thống ổ cắm này và điện cầu chì. Đấy, tất cả mọi thứ được setup một cách hoàn chỉnh để khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng được rất là thuận tiện. Ở đây mình sẽ cho các bạn thấy thêm một cái điểm nữa, đó là các cái tấm trượt như này. Thì khi mà mình mở cái bưởng này ra, thì vì cái xe này các bạn thông cảm, vì cái xe này bên mình đang chuẩn bị giao cho khách, và các bạn ấy đã sắp xếp hết lên và cũng chằng hết cả dây ni lông vào như này, tại vì nó về tận Nghệ An mà sẽ phải đi một con đường rất là xa nên sẽ phải chằng nó cẩn thận để lấy tay khách hàng. Đấy, thì khi mà mình mở cái bưởng này ra thì cái này nó sẽ đặt sang bên kia để khách hàng có thể di chuyển các cái bức tủ này đi qua đó mà không gây ra cái thiệt hại về các cái mép này. Đó, thì đây là một những cái điểm mà khá là tinh ý mà bên Studio Việt Nam đang thực hiện cho khách hàng. Ok, mình quay ngoài trời nó hơi ồn. Cho các cái video lần sau thì Studio Việt Nam sẽ có MC, thì mình sẽ làm các cái video lần sau sẽ có cái mặt mình ở trong đó để cho các bạn nhìn được một cách cận cảnh hơn về các cái sản phẩm như thế này. Rồi, nếu còn bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Cái sản phẩm này thì khách hàng lại không yêu cầu dán đề can. Đấy, thì mình hy vọng là các cái sản phẩm thùng cánh rơi lần sau thì mình sẽ dán đề can đẹp để cho các bạn theo dõi được một cách cụ thể hơn. Rồi, có mấy ý kiến đóng góp thì các bạn có thể là để lại comment bên dưới video. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành và xin chân thành cảm ơn.